Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ hai, ngày 15 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, tại khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức dâng hương. Sáng nay, tại khu di tích nhà lưu niệm Bác Hồ, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức dâng hương kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 10 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên, đặc biệt sự quan tâm của người đối với thế hệ trẻ Việt Nam, từ đó thắp lên ngọn lửa yêu nước, khát vọng cống hiến của các đoàn viên thanh niên tỉnh Hưng Yên. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã khen thưởng 23 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác của tỉnh Hưng Yên, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị liên tịch thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Mục đích của kỳ họp thứ 14 nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, quyết định một số nội dung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023. Trước khi tổ chức cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri của các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri dự kiến từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự chủ trì phiên họp giao ban với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua 5 nội dung trình tại kỳ họp. Riêng nội dung về quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, điều kiện tách thửa hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất xử lý, một số trường hợp cụ thể khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận thấy vẫn còn một số ý kiến góp ý cần thiết sát thực tế của các sở ngành nên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung chặt chẽ cho phù hợp, đáp ứng thực tiễn, tránh tình trạng lợi dụng kẽ hở để trục lợi. Xin chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 14 tháng 5, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng cho 9 nhóm đối tượng. Đối tượng được áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định. Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở, nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau thời gian chờ đợi, kể từ khi TMT Moto công bố hợp tác với liên danh GM hồi tháng 2 năm 2023, mới đây những hình ảnh thực tế đầu tiên của ổ lính khống quang Mini EV đã xuất hiện tại nhà máy sản xuất ô tô của TMT Moto tại Hưng Yên. Trong lần đầu lộ diện hình ảnh thực tế, hai chiếc ô tô điện Mini Wuling Hong Quang và Mini EV được chụp đỗ bên phía ngoài và trong nhà máy của TNT Moto tại Hưng Yên. Một chiếc có màu vàng tươi và một chiếc màu vàng hồng nhạt, trông sắc nét hơn hình ảnh thiết kế đã công bố trước đó. Ngoài ra, mỗi chiếc xe đều được phối màu nóc trắng hoặc đen bóng, giúp xe trở nên thời trang cá tính hơn. Hiện tại, các thông số kỹ thuật và giá bán của xe tại Việt Nam vẫn chưa được TNT Moto chính thức công bố. Năm nay dưa hấu tại Quảng Bình được mùa, tuy nhiên giá dưa lại không như kỳ vọng. Tỉnh Quảng Bình năm nay trồng được khoảng 1.000 hectare dưa. Với hơn 1 hectare dưa, người dân chi phí từ tiền thuê đất phân bón công là từ 40 đến 70 triệu đồng.
Tuy nhiên, mức giá bán từ 2.500 đồng đến 4.000 đồng một kg như hiện nay, mỗi hecta dưa, người dân bị thua lỗ khoảng từ 20 đến 40 triệu đồng một hecta. Được biết từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ trồng dưa hấu ở Quảng Bình luôn ở trong tình trạng không lường trước được giá bán được bao nhiêu mỗi vụ thu hoạch do loại cây trồng này phụ thuộc quá lớn vào thị trường. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2023 vừa qua, tại thành phố Hải Phòng và thủ đô Hà Nội đã xảy ra hai vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong. Thực tế trên cho thấy việc nâng cao ý thức của người dân trong việc tự phòng, tự bảo vệ, tự phát hiện và có kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, biết xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra là điều hết sức cần thiết. Đến thời điểm này, thành phố Hưng Yên đã thành lập được 32 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 2 điểm chữa cháy công cộng ở một số phường xã như An Tảo, Hiến Nam, Lam Sơn, Bảo Khê. Mỗi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy gồm từ 5 đến 15 hộ gia đình. Các hộ tự trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, nút ấn báo cháy, chống báo cháy được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một nhà thì tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người tài sản và tham gia chữa cháy. Mới đây, hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt kiểm tra học sinh tại 631 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không chỉ phát hiện các em mang theo thuốc lá điện tử, hung khí nguy hiểm mà còn phát hiện cả cỏ Mỹ. Kết quả kiểm tra, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hàng trăm học sinh đang tàng trữ 152 dao kéo các loại, 72 côn nhị khúc, gậy ba khúc, tuyếp sắt, gậy gỗ, 24 súng bắn đạn nhựa, bình xịt hơi cay, rùi cui điện tự chế, 23 kìm cờ lê, tua vít, búa, 91 máy hút thuốc lá điện tử, 16 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, lực lượng công an còn phát hiện có 2 học sinh tàng trữ cỏ Mỹ và cần sa. Hiện lực lượng công an đã tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời làm việc với các học sinh, phối hợp với gia đình và nhà trường để tuyên truyền giáo dục, ngăn chặn các hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5, tất cả các khu vực trên cả nước có chỉ số tia cực tím cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 11 giờ tới 13 giờ. Cụ thể, từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 15 tháng 5, chỉ số tia cực tím tại các thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Dự báo từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, chỉ số UV cực đại các khu vực trên cả nước ít có sự thay đổi và duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Người dân Singapore vừa trải qua ngày nắng nóng nhất trong 40 năm qua khi nhiệt độ được ghi nhận ở mức 37 độ C, cao nhất kể từ tháng 4 năm 1983. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết, nắng nóng ở mức 37 độ C ghi nhận vào ngày 13 tháng 5 vừa qua và sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Dự kiến tuần này sẽ có những cơn mưa rào ngắn giúp hạ nhiệt độ. Các nhà khoa học cho biết tình trạng trái đất nóng lên đang làm trầm trọng thêm các hình thái thời tiết cực đoan. Singapore đã áp dụng một số biện pháp điều chỉnh để góp phần hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn nóng nóng hiện nay. Theo đó, một số trường học ở đây đã bắt đầu nới lỏng các quy định về đồng phục, giúp học sinh đối phó với cái nóng khi đảo quốc sư tử trải qua một trong những tháng nóng nhất trong năm. Nhà chức trách Kenya thông báo con sư tử già nhất trên thế giới trong tự nhiên đã chết sau khi bị người chăn gia súc đâm bằng lao. Cơ quan động vật hoang dã Kenya cho hay, Lunkito, con sư tử đực 19 tuổi nổi tiếng, đã bị các chiến binh Maasai đâm bằng lao cho tới chết khi đi lạc vào chuồng gia súc ở vườn quốc gia Amboseli. Cơ quan này cho biết thêm, con sư tử già gặp khó khăn trong việc săn mồi tự nhiên, do đó nó chuyển sang săn gia súc của người dân. Sư tử châu Phi thường có tuổi thọ khoảng 18 năm tuổi trong tự nhiên. Tuy nhiên, Lunkito được coi là chiến binh mèo lớn huyền thoại vì đã bảo vệ lãnh thổ suốt hơn một thập kỷ. Nó cũng được ví như một biểu tượng cho sự bền bỉ và chung sống hòa bình. Vừa qua, một người đàn ông ở bang Florida của Mỹ đã lập kỷ lục thế giới là người sống lâu nhất dưới nước khi người này đã trải qua ngày thứ 74 sống trong một căn phòng đặc biệt ở độ sâu 9 mét so với mực nước biển. Theo truyền thông địa phương, tiến sĩ Joseph DiTuri, một cựu chỉ huy hải quân Mỹ ở bang Florida, hôm 13 tháng 5 đã lập kỷ lục thế giới với 74 ngày sống dưới nước. Kỷ lục trước đó được thiết lập năm 2014 bởi hai giảng viên Đại học Tennessee với 73 ngày sống dưới nước. Nhà thám hiểm đại dương, đồng thời là nhà nghiên cứu y học, hiện đang tham gia thử nghiệm khoa học có tên là dự án Neptune 100, được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Tài nguyên Biển. Ông DiTuri cũng chia sẻ thêm về kế hoạch ở dưới nước cho đến ngày 9 tháng 6, khi đó ông sẽ đạt mốc 100 ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.